tại Thành phố Hồ Chí Minh, vòng chung kết trao giải hội thi tìm kiếm CEO tương lai vừa được tổ chức nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các tài năng trẻ ưu tú ngành tài chính và marketing của Việt Nam. Hội thi do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Công ty Dell Energy Việt Nam và Công ty Máy tính HP phối hợp tổ chức. Hội thi thu hút hơn 12.000 sinh viên yêu thích quản trị trên toàn khu vực miền Nam. Chương trình được thể hiện với những phần thi hấp dẫn để tìm ra những CEO tương lai xuất sắc nhất. Lần lượt qua 3 vòng thi sôi động trong nhiều tháng, hội thi đã tìm được 5 CEO tương lai tiềm năng nhất từ các trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Luật Kinh tế. Tại vòng chung kết, các CEO tương lai đã đưa ra những giải pháp đối phó với khó khăn của doanh nghiệp trong thực tế và thể hiện bản lĩnh kêu gọi vốn đầu tư triển khai dự án thật của mình. Xuất sắc vượt qua 4 thí sinh tại vòng chung kết tìm kiếm CEO tương lai, sinh viên Phan Tiến Thuận đến từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã giành giải nhất cuộc thi với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.